Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thanh Quyền xin phép được cập nhật một số những cái hình ảnh mới nhất tại nhà của sư Minh Tuệ, đặc biệt là cái cốc thầy đã ẩn tu. Thì rất là nhiều người vẫn đang mong chờ sư Minh Tuệ quay về, đã chạy chiếu, đã mua hoa, mua nước, rồi mua trái cây rất là nhiều để mà trang trí tại cái nơi cái cốc của sư Minh Tuệ đã từng ẩn tu. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì vẫn không ai thấy thầy, và không biết thầy đã đi khất thực ở nơi nào nha cô chú anh chị. Còn liên quan đến một cái nhân vật mà khiến cho người xem rất là bức xúc, đó chính là ông sư Rừng Già Tuệ Đức. Thì được biết sáng ngày hôm nay đó, thì ông này vẫn đang ở trong nhà của ba mẹ sư Minh Tuệ, ngồi chiếm trệ như là một gọi là ông tổ gì ở trong đó. Rất là nhiều người cho rằng thì ông này đang truyền bá một cái đạo lạ mà mượn hình dáng giáo lý của nhà Phật, đang một trong những cái đạo mà nhịn ăn gì đó 7-8 ngày, chứ trên thực tế thì vẫn vài ngày thôi thì con người ta sao mà sống nổi. Thưa cô chú anh chị, thì đối với cái nội dung này thì khiến cho nhiều người đang lo lắng cho gia đình của sư Minh Tuệ. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó, về phía anh trai cũng như là em trai của sư Minh Tuệ sẽ có một cái cách giải quyết nó tốt nhất cho gia đình trong khoảng thời gian sắp tới nha. Cho nên là quý vị chúng ta nên bình tĩnh. Còn một cái nội dung cũng đang rất là hot về cái câu chuyện mà chiếc đồng hồ Rolex của Thượng Tọa Thích Trân Quang. Mới đây thì đệ tử của thầy Trân Quang cũng đã chính thức lên tiếng về cái câu chuyện này. Đó chính là Đệ Đức Thích Toàn Chuẩn, là đệ tử của Thượng Tọa Thích Trân Quang, đã lên tiếng trên báo Công Thương về cái câu chuyện mà chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ thật hư là có hay không nha cô chú anh chị. Đệ tử đã nói gì về Thượng Tọa Thích Trân Quang đeo đồng hồ Rolex tiền tỷ? Sau những ồn ào đồn thổi về chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ Đại Đức Thích Toàn Chuẩn, đệ tử của Thượng Tọa Thích Trân Quang cho rằng thông tin bịa đặt là một tội ác. Có nghĩa là đệ tử của thầy Quang thì nói rằng đây là thông tin bịa đặt. Vậy thì họ có đưa ra những cái bằng chứng hay những cung cấp gì để mà khẳng định đó là thông tin sai sự thật ha? Như sau: thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền các clip thuyết giảng hình ảnh về Thượng Tọa Thích Trân Quang gây xôn xao. Clip và hình ảnh vị Thượng Tọa trụ trì tại chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện như một cơn bão hướng vào các bậc tu sĩ, dù chưa biết thực hư như thế nào nhưng đã để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều, thiếu tính khách quan của người dùng mạng xã hội. Một trong những hình ảnh mà cư dân mạng xôi nhiều nhất những ngày qua là chiếc đồng hồ của Thượng Tọa Thích Trân Quang đeo khi thuyết giảng được đồn thổi là đồng hồ Rolex tiền tỷ. Từ chiếc đồng hồ trên tay Thượng Tọa Thích Trân Quang chưa rõ là hàng xịn hay là đồ phất, nhưng thật hay giả để lại làn sóng bàn tán suốt những ngày qua. Nhiều người cho rằng một vị sư đeo đồng hồ đắt tiền như vậy là không phù hợp với hình ảnh thanh bạch và giản dị của giới tu hành, còn của Đức Phật. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng việc sở hữu tài sản cá nhân không nhất thiết là phải đi ngược lấy hình ảnh tinh thần tu hành, và rất có thể chiếc đồng hồ mà vị Thượng Tọa trụ trì tại chùa Phật Quang đeo được công chúng yêu quý tặng. Thì cái câu chuyện mà tặng hay không tặng đó cô chú anh chị, thì người ta đâu có lên án đâu. Người ta chỉ nói rằng là tại sao mà thầy lại có được một chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ như vậy. Người ta chỉ cần biết là đó có phải là đồng hồ Rolex tiền tỷ hay không. Còn câu chuyện tặng hay không tặng, cúng dường hay không cúng dường, thì cái chuyện đó dường như là người ta cũng không quan tâm. Mà cái việc mà thầy có kêu gọi cúng dường nhiều đó thì người ta cũng nghe rất là nhiều rồi, đúng không cả nhà? Sau khi thông tin Thượng Tọa Thích Trân Quang đeo đồng hồ Rolex tiền tỷ xuất hiện, đã có rất nhiều video clip của những chuyên gia, người am hiểu về buôn bán đồng hồ phân tích về chiếc đồng hồ mà vị Thượng Tọa này đeo là những thông tin xuyên tạc. Liên quan đến vấn đề này thì báo Công Thương đã liên hệ với Đại Đức Thích Toàn Chuẩn, đệ tử, người thân cận và có nhiều năm theo chân của Thượng Tọa Thích Trân Quang học pháp, để làm rõ thực hư câu chuyện về chiếc đồng hồ nói trên. Thì nhiều người thì nói là chiếc đồng hồ Rolex này là trị giá rất là lớn. Vậy thì chúng ta cùng nghe đệ tử của thầy Trân Quang nha, đã sẽ nói gì. Đại Đức Thích Toàn Chuẩn cho biết phía nhà chùa cũng như là Thượng Tọa Thích Trân Quang đều nắm được các thông tin nói trên, và cho rằng những hình ảnh cắt ghép thông tin sai lệch trên mạng xã hội với Thượng Tọa Thích Trân Quang đã được đăng tải từ hàng chục năm trước, chứ không phải là bây giờ mới xuất hiện. Có nghĩa là
đệ tử thì xác nhận là thầy biết hết rồi. Trên mạng xã hội nói thầy như thế nào là thầy đều biết hết nha cô chú anh chị, chứ không phải là thầy không biết đâu nha. Tuy nhiên, theo Đại Đức Thích Toàn Chứng, thời gian gần đây những hình ảnh cắt ghép thông tin sai sự thật bỗng xuất hiện dày đặc, tạo thành làn sóng trên mạng xã hội, rất có thể là động cơ mục đích nhắm vào Thượng Tọa Thích Trăng Quang và các bậc tu sĩ, và những thông tin thất thiệt này là tội ác với nhiều người. Đại Đức Thích Toàn Chứng cho hay, dưới góc độ thời gian và hình ảnh chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ được cho là Thượng Tọa Trăng Quang đeo có sự bất nhất, thiếu logic, quy chụp và bẻ lái, khiến nhiều lầm tưởng đây là chiếc đồng hồ đắt tiền. Thì đệ tử của thầy nhiều năm là đi theo thầy nha, bên cạnh luôn, thân cận luôn, thì nói thằng là bất nhất, không có logic, đây là nhiều người lầm tưởng đây là chiếc đồng hồ đắt tiền. Clip gốc sư phụ đeo đồng hồ đã 5 năm trước rồi, nhưng đến 5 năm sau hãng mới ra loại đồng hồ này, thì về mặt thời gian và hình ảnh đều phi logic, đó là hình ảnh cắt ghép một cách trắng trợn. Đại Đức Thích Toàn Chứng cho biết, khẳng định có nhiều người sau khi xem clip gốc và clip cắt ghép cũng đã phân tích làm rõ về vấn đề này. Theo vị đại đức, nếu trong trường hợp Thượng Tọa Trăng Quang giúp Phật tử mà được Phật tử có tấm lòng yêu mến nhớ ơn tặng chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, chẳng lẽ không đeo? Đeo để ghi nhận tấm lòng của người tặng. Người bình thường cũng có thể thấy hình ảnh cắt ghép một cách trắng trợn, bẻ lái thông tin, khiến cho mọi người hiểu lầm sai bản chất về vấn đề. Sư phụ từng chịu sự cay đắng vì thông tin sai sự thật này từ lâu, nhưng bây giờ thông tin sai tràn lan mà không biết xử lý như thế nào, chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các thông tin. Đại Đức Thích Toàn Chứng cho biết thêm. Thì chúng ta nghe cái lời giải thích của đệ tử của thầy Trăng Quang, đệ tử thân cận ha. Thì nói chung mình nghe xong mình cũng chưa có biết được là họ đang giải thích cái gì, và thật sự chiếc đồng hồ đó là chiếc đồng hồ gì, đúng không cô chú anh chị? Phủ nhận là đồng hồ Rolex tiền tỷ, nhưng mà sao lại không có thông tin là thật sự nó làm bằng cái gì, đó là đồng hồ gì, và trị giá nó khoảng bao nhiêu, có phải là tiền tỷ như họ đồn hay không, thì không có nói rõ. Và còn đặt cái vấn đề ra đây á, là nếu như mà thầy được tặng thì điều đó bình thường không? Bình thường thôi, có nghĩa là đồng hồ này là đồng hồ được tặng. Cái đồng hồ này là đồng hồ được tặng, được gọi là cúng dường, nhưng mà giá trị của nó cũng không hề nhỏ. Thưa cô chú anh chị, Đại Đức Thích Toàn Chứng cho rằng người dân, đặc biệt các Phật tử hay thật tự tỉnh táo, có cái nhìn khách quan đa chiều trước các thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, để tránh bị dẫn dắt kiểu lấp lửng một nửa sự thật thì không thể là sự thật được. Thì đệ tử của thầy nói chung là nghe xong cái bài gọi là binh vực cho thầy, mình chưa thấy có cái câu nào mà để cho người ta có thể tin được. Đó không phải là đồng hồ đắt tiền hả cô chú anh chị, có nghĩa rằng là cũng có thể là không phải là đồng hồ Rolex, nhưng mà nó cũng là một cái nhãn hiệu đồng hồ cũng khá là đắt tiền, khá là đắt tiền chứ không phải là nó rẻ tiền. Mà theo cái vị gọi là đại đức này đó, thì nói rằng là thầy khi mà thầy giảng này kia thì được Phật tử yêu mến người ta tặng, thì cái vấn đề đó thì mình đâu có nói đâu cả nhà. Mình thấy là đâu có nói, người ta chỉ nói rằng là một vị gọi là đeo đồng hồ gọi là khá là đắt tiền, như là thầy Trăng Quang, và rất nhiều những hình ảnh chứ không phải là một chiếc, rất nhiều chiếc luôn, rồi cho đến là mua xe đắt tiền, thì cái câu chuyện này thì lại không có lên để mà giải thích. Và kể cả khi cái câu giải thích của vị đồ đệ này, thì chúng ta thấy có quá nhiều những cái sự gọi là che đậy, rất nhiều những cái sự che đậy ở đây về cái câu chuyện mà chiếc đồng hồ. Mà thật sự nói chiếc đồng hồ gì mà trị giá bao nhiêu tiền không thể nói ra, mà lại nói rằng là như thầy có được Phật tử cúng dường hay là Phật tử tặng thì thầy cũng phải đeo thôi. Thì có lẽ rằng cô chú anh chị có lẽ đã hiểu được một phần nào chung quanh cái những cái hình ảnh chiếc đồng hồ. Và để mình nói rằng là cái lời giải thích này đó thì nó cũng gọi là càng dấy lên một số những cái điều mà khiến cho gọi là công chúng cảm thấy khó hiểu về chiếc đồng hồ mà Thượng Tọa Thích Trăng Quang đeo. Vậy là cuối cùng chiếc đồng hồ đó là chiếc đồng hồ gì, bao nhiêu tiền, nhưng mà tại sao không dám nói ai tặng. Thì Phật tử tặng thì thầy có quyền đeo thôi, việc gì mà thầy phải gọi là sốt sắng lên như vậy cô chú anh chị. Liên quan đến cái vấn đề chiếc đĩa CD, về phía báo Công Thương cũng đã gọi là vào cuộc xác minh. Thật ra thì cái công ty xuất bản CD của ông thầy này á,
thì đa số là vốn 80% rồi, vốn 100% thì đến 80% là của thầy Quang rồi cả nhà. Cho nên là có thể thấy những cái VCD mà xuất bản để mà thuyết giảng về những cái câu chuyện mà lợi ích của lực nhân quả đó, thì tại sao được xuất bản gọi là một cách rầm rộ đến như vậy. Ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng Tọa Thích Chân Quang, góp tới 80% vốn điều lệ vào doanh nghiệp liên kết xuất bản CD lợi ích của người biết tin nhân quả. Những ngày qua thì báo Công Thương thì có những phản ánh xoay quanh những vấn đề liên quan đến Thượng Tọa Thích Chân Quang. Bài viết mới nhất có tiêu đề Sự huyễn hoặc của Thượng Tọa Chân Quang được một nhà xuất bản công nhận, đăng trên báo Công Thương ngày 17 tháng 6 về một số những cái đệ tử của thầy Quang đó. Có tên, có cái pháp danh là Pháp Quang, cũng đã liên hệ trực tiếp với báo Công Thương, bởi vì cho rằng báo Công Thương đang quy chụp thầy, nói thầy là cái vấn đề gọi là giảng về cái chiếc thẻ ATM hoang đường và nhảm nhí. Thì chúng ta thấy rằng là họ liên tục gửi những cái thông tin về cho báo Công Thương. Cụ thể ngày 5 tháng 9 2019 thì bà Đinh Thị Nhanh Thủy, khi đó là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đã ký ban hành quyết định số 72 QĐ-TTT Thành phố Hồ Chí Minh 2019, quyết định xuất bản sản phẩm có tên CD lợi ích của người biết tin nhân quả của tác giả dịch giả Thượng Tọa Thích Chân Quang. Xuất bản này được biên tập bởi biên tập viên Trần Thị Anh, đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang. Công ty văn hóa Pháp Quang thì cô chú anh chị có thể hiểu là ai rồi ha. Tìm hiểu của phóng viên báo Công Thương cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7/2004, đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản, sao chép băng đĩa. Lần theo thông tin doanh nghiệp này thì phóng viên báo Công Thương phát hiện một sự thật quá bất ngờ. Cụ thể thì theo đăng ký thay đổi ngày 13 tháng 9 2016, danh sách thành viên vốn góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang gồm ông Vương Tấn Việt, tích Thượng Tọa Thích Chân Quang, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân. Trong đó thì Thượng Tọa Thích Chân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ. Ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ. Từ năm 2016 cho đến 2022, doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó chủ yếu là thay đổi các thành viên góp vốn. Tuy nhiên thì Thượng Tọa vẫn luôn giữ những tỷ lệ góp vốn là 2,4 tỷ, không hề thay đổi và giữ 80% trong cái công ty. Thì liên quan đến cái sự việc mà khối tài sản, rồi cho đến là cái công ty, rồi cho đến là vấn đề về kinh doanh, thì quả thật một trong những cái điều cực khủng không. Bán sách Phật, đồ thờ cúng và thực phẩm chức năng. Trên website công ty Pháp Quang.com giới thiệu gọi là có website chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động Pháp Quang. Đối với website công ty Pháp Quang.vn đó, thì đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18 tháng 10 2018 và hết hạn là ngày 18 tháng 10 2026, có nghĩa là 2 năm nữa nha. Đặc biệt thì tên chủ thể đăng ký sử dụng miền này là ông Vương Tấn Việt, tức là Thượng Tọa Chân Quang. Tuy nhiên thì đến thời điểm này 18 tháng 6 2024 thì bỗng nhiên website này đã không có thể truy cập được, rất là khó hiểu. Trên đây thì bán rất là nhiều thứ như là gọi là thực phẩm chức năng, rồi những cái quyển sách mà thầy Chân Quang viết, rồi cho đến những cái thực phẩm mà của chú anh chị có thể hiểu là Angela Phương Trinh quảng cáo đầy địa long gì đó. Nhưng mà bỗng nhiên khi mà về phía gọi là báo chí vào cuộc thì lại gọi là không còn truy cập được nữa. Trên đây bán rất là nhiều thứ đồ đạc, bây giờ ta hỏi tại sao mà thầy sở hữu những cái có được sản khủng nha. Đồ đệ thì bán gọi là đăng tải lên mạng bán gầm gầm gỗ gỗ, cho nên là thầy có gọi là tài sản khủng, rồi đi mua xe mua đồng hồ đeo là chuyện bình thường đâu cả nhà. Nhưng mà rất là nhiều người thắc mắc đồng hồ của thầy Quang đeo thật sự là cái đồng hồ gì, nếu mà không phải Rolex thì đồng hồ gì mà giá nó bao nhiêu. Thật ra đây cũng chỉ là cái tò mò của mỗi người thôi. Nhưng mà rất là buồn cười khi mà ngày hôm nay đệ tử của thầy lên tiếng để mà giải thích.
Thì theo cô chú anh chị, những cái lời giải thích này của đệ tử của thầy đó, thì quý vị nghe đó, quý vị có thấy cái điểm gì nó khác lạ, nó bất bình thường hay không? Thì mọi ý kiến đóng góp quý vị để lại dưới phần video để thầy có thể tham khảo. Còn cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là đi tu như thầy Quang đó để mà kinh doanh thì nói chung là khá là ghê gớm nha. Bởi vì tại sao mà thầy có những cái khối tài sản khủng, từ kinh doanh, từ các mặt hàng bán trên website, đệ tử quảng cáo bia rầm rộ, rồi những cái khóa tu, khóa này khóa kia, rất nhiều thứ để mà thầy kiếm tiền. Cho nên cái việc mà nếu mà quý vị thấy mà thật sự thầy có đeo đồng hồ tắt tiền thì cái đó cũng bình thường thôi, đúng không cô chú anh chị? Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vì trong video sau Thanh Nguyên cũng sẽ chia sẻ một cái vấn đề mà quý vị khán giả đang rất là quan tâm về thầy Thích Trúc Thái Minh. Ngày hôm qua đến bây giờ thì rầm rộ cái đoạn video mà thầy cũng giải vong đó cả nhà, một cái khóa tu mùa hè nhưng mà đem một cái em gái còn nhỏ cho rằng là bị vong nhập gì đó, thầy lên để mà thầy giải vong đang và rần trên mạng. Thì để mình cũng sẽ nghiên cứu về cái nội dung này để mình gửi đến cô chú anh chị trong video sau. Quý vị nhớ đăng ký kênh, bật thông báo để nhận những cái thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.